ngày chủ nhật bên nó tổ chùa. Anh người đẹp đây này, đấy người đẹp. Chơi. Đây. Rất là đông vui luôn các bạn ơi. Wow. Như là Tết luôn. Hiện tại bây giờ đang đi mua lợn. Đây, bên khu dưới này là họ bán lợn gà. Wow. Đây. Vịt. Ngang, lợn, chó. Wow. Ăn mua lợn giống em. Còn hai con này. Đây khu dưới này là bán lợn, bán gà, bán ngan các bạn ạ. Rất là nhiều lợn gà vịt luôn. Đây. Còn dê đây.